ชิญงานตูอันดีเจ้าก็กันบางมันจึงเกิดเสียวมันเป็นได้ผมลาโฮอันดีมันซึ่งราบาลเหลือได้เหลือเว้ยตามันหนุนนะก็เหมือนเว้ยจำกันเดี๋ยวยังxin chào chị Thu, thưa chị thì em được biết là chị là một đảng viên trẻ rất muốn được làm đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, chị có thể cho mọi người biết lý do của mong muốn đấy không ạ?Nói về chính trị thì mình cũng thành thật chia sẻ là mình cũng không am hiểu nhiều lắm. Tuy nhiên thì như chị vừa nói thì không hẳn là mình rất thích vào đảng. Với một người trẻ thì mình chỉ nghĩ thế này, thì là đảng là một kiểu nhỏ thành lập nào đó mà mình nghĩ rằng là nó có ích, nó đem lại cái tốt mà nó phục vụ cho nhà nước. Đã là nhà nước, đã là đảng thì mình nghĩ rằng những việc làm từ đảng tới nhà nước thì luôn luôn có một mong muốn đem lại lợi ích nào đó cho người dân, cho chính quyền của địa phương. Thực sự mình cũng không am hiểu sâu lắm, có nhiều công việc, nhiều về chính sách chế độ của nhà nước của đảng, mình thấy rất nhiều người họ có thể phản bác, mình không đi sâu vào can thiệp. Tuy nhiên theo cảm xúc của mình, theo cái nhìn nhận cũng như là giác quan của mình, nghĩ rằng là có lý do chính đáng nào đó mà đảng và nhà nước đưa ra một chính sách nào đó thì sẽ là có ích và đem lại nhiều lợi ích cộng đồng cho người dân. Mình thì là rất thích, nhưng mình cũng muốn mình rằng là một người trẻ mình có thể vào đảng để có thể là đóng góp một chủ nào đó sự nhiệt huyết của tuổi trẻ của mình, để có công đem lại một điều gì đó có ý nghĩa. Thưa chị, 30 tháng 4 năm nay cũng là tròn 40 năm ngày giải phóng đất nước, thì chị có cảm nghĩ hoặc suy nghĩ như thế nào về ngày 30 tháng 4 sắp tới ạ? 30 tháng 4 là một ngày lễ lớn của đất nước. Chúng ta khi được mình là một người trẻ, mình không hiểu biết nhiều về những ngày chiến tranh xa xưa của ông cha ta. Tuy nhiên bây giờ mình đã trưởng thành, mình có sinh thế này để được sống trong thời kỳ như thế này, để được hôm nó họ ấm, thì thật sự cảm ơn rất nhiều đối với thế hệ của ông cha ta ngày xưa. Khi xem TV hoặc là đọc sách báo, mình nhiều nhiều về chiến tranh, mình chứng kiến những cuộc chiến đẫm máu của ông cha ta ngày xưa, mình thực sự cảm thấy rất là xúc động. Mình không nghĩ được rằng là nếu mình ngay trước thì mình sẽ trải qua những cái giai đoạn như thế nào, mình sẽ lo sợ hay là mình mạnh mẽ để mà chiến đấu. Thì khi chứng kiến được những điều đó thì mình so sánh lại với cuộc sống của mình bây giờ, được ăn, được học, được đi chơi, được làm việc, mình thực sự nghĩ rằng mình là một người rất là may mắn khi là được sinh ra trong hòa bình. Chính vì vậy mà tới ngày hôm nay có khi mình cảm thấy vui vui, mình tưởng tượng hoặc là mình cảm thấy xúc động khi nghĩ về những cái giai đoạn mà ngày trước chúng ta mình đã trải qua những cái cuộc chiến đấy, những người sự đã gắn với nhau, mình cảm thấy thực sự rất là may mắn. Mặc dù mình không trải qua, nhưng mà mình nghĩ rằng là thực sự ngày xưa tức là khó khăn để vượt qua được giai đoạn đó. Mình là một người trẻ, mình mong muốn rằng khi được sinh ra trong thời bình như thế này, mình mong muốn rằng bằng cái sự nhiệt huyết của mình, có thể mình như những người trẻ ngày xưa, bây giờ mình có điều kiện hơn, thì sẽ cố gắng bằng cách nào đó ít nhất sống thế nào đó có ích, không làm ông cha ta khổ thèn. Bởi vì ngày xưa khó khăn như thế mà người ta vẫn còn sống, vẫn còn làm việc, vẫn còn học tập và trưởng thành, thì bây giờ với những người như thế như mình thì có điều kiện hơn, thì mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để gặt hái được một thành công nào đó nhất định. Là một người con của đất Huế anh hùng, chúng ta thử tưởng tượng một chút là nếu như chị sinh ra trong cái thời điểm đất nước chưa được giải phóng thì chị sẽ làm như thế nào, hoặc sẽ hành động như thế nào ạ? Thực sự là một câu hỏi rất là thú vị, bởi vì trong những năm vừa qua thì mình khi đọc sách, đọc báo, xem TV đấy, mình cũng thấy chứng kiến nhiều cuộc chiến tranh của nước ngoài đấy, hoặc là những cuộc đấu tranh giữa các phe đối lập với nhau. Cũng như tương tự từ như cái đợt vừa rồi là Trung Quốc đưa giàn khoan sang Việt Nam, thì mình cũng có suy nghĩ rằng nếu
bây giờ qua chiến tranh thì mình sẽ làm gì. Thì lúc đó mình nghĩ lại bản thân xem nếu chiến tranh xảy ra thì mình có thể làm điều gì, công việc gì có ích cho cái việc mà khi mà có chiến tranh xảy ra. Thì cái việc đâu cũng những cái khuyết điểm của mình thì chắc không có mọi người, nhưng mà mình nghĩ rằng là trong khả năng của mình thì mình có thể làm những cái việc nhỏ bé thôi, chẳng hạn như là liên lạc khách hàng hoặc là biết thông tin, vì mình cũng có một chút xíu năng khiếu về viết lách, không nhiều nhưng mà mình nghĩ rằng là có thể cần thiết và đã không cần chẳng hạn. Vì mình cũng còn trẻ, cũng là cũng chưa có ba chồng và kinh nghiệm nhiều, mình cũng không có nhiều năng khiếu, không có nhiều năng lực, thì mình cứ nghĩ rằng với tính thân nhiệt huyết của mình thì nhiều chiến tranh thì ai cần gì mình làm được thì mình sẽ cố gắng hết mình. Là con gái của một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa thì chị có gặp khó khăn hoặc là trở ngại gì trong cuộc sống, trong công việc, trong công tác không ạ? Thì mình không, thực sự mình không rõ lắm về cái điều kiện, cái tiêu chuẩn để một người Việt Nam mình có thể được vào Đảng. Tuy nhiên, ngay từ khi mình còn nhỏ, mình đã có mong muốn rằng là được kiểm nạp Đảng. Vào năm lớp 10 thì lớp mình có chọn ra một số học viên tiêu biểu, học sinh tiêu biểu để tham gia lớp học cả bên Đảng. Thì ngay lúc đầu mình đăng ký vào thì một số bạn bè đã nói mình rằng ba của mày có lý lịch không rõ ràng, không sạch sẽ thì mày sẽ không có cơ hội để mau vào Đảng. Thì thực sự lúc đó mình cảm thấy rất là bất ngờ. Mình với một tư tưởng nó đỡ của một người trẻ, mình cứ đặt câu hỏi thế này: tại vì sao ngày xưa ba mình như thế mà bây giờ mình phải như thế? Tại vì sao việc của ba mình là việc của thế hệ trước mà bây giờ mình cũng phải buộc phải đi theo con đường của ba? Hơn nữa, ba mình hiểu rất rõ, không phải là ba mình chẳng hạn hoặc là những người khác tương tự, thì không phải người nào cũng thích chiến tranh, ai cũng thích hòa bình, cũng thích độc lập, tự do, hạnh phúc. Mà cái việc ba mình theo bệnh người chẳng hạn thì đôi khi nó không phải vì mong muốn của ba mà vì một chế độ. Thì mình luôn có nhiều thắc mắc tại vì sao mà đến bây giờ khi đất nước đã hòa bình mà vẫn còn cái sự áp lực như thế. Mình vẫn luôn đang trở, nhưng mà mình không đủ khả năng để tìm hiểu, cũng như mình không có cơ hội để mà vượt qua cái rào cản đó, thì mình đành chấp nhận. Nhưng sau đó mình hy vọng rằng càng về sau hơn nữa thì tư tưởng của đất nước mình sẽ thoải mái hơn, có nghĩa là một chúng ta có quyền làm được những điều chúng ta mong muốn, làm được những điều mà chúng ta nghĩ rằng là có ích tốt cho đất nước chúng mình. Thưa chị, trước những khó khăn như vậy thì liệu là chị có không? Nó có làm phai nhạt mà nó làm chuẩn bị bước đi thì chị không ạ? Câu hỏi của chị là mình phải dừng lại một số, tại vì cũng một thời gian lâu quá rồi, nhưng ít thời gian hoặc điều gì hoặc suy nghĩ về vấn đề này. Bởi vì sau cái thời gian mà mình biết được rằng là cái lý lịch của mình không được phép thì mình đã tạm thời quên đi. Mặc dù mình đôi khi đọc sách báo hoặc là nghe ai nói về Đảng, về những công việc, thì mình cũng có dừng lại và suy nghĩ. Ngày xưa mình đã từng mong muốn, nhưng mà thôi, tại vì mọi thứ đã không được rồi thì mình không được làm sao cả. Tuy nhiên, nếu có một cơ hội nào đó mà được tiếp xúc, được có cơ hội được tham gia thì mình cũng rất là sẵn sàng. Một cô gái dũng cảm và mạnh mẽ, em xin chúc chị sẽ thành công trong công việc và chúc chị sớm đạt được ước mơ của mình ạ. Cảm ơn sự chia sẻ của chị ạ. Biển lặng mà lòng người rất động, trong lòng người